Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Honda City Top. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, lăn bánh được hơn 8 vạn rồi, đăng ký tên tư nhân quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 427 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top 2018 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chiếc xe này là màu đen rất là đẹp luôn các bạn nhé, Honda City Top 2018. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố đấy ạ, phiên bản 1.5 top của bạn nhé. Chỉ với 5,8 lít cho 100 km quãng đường kết hợp, nếu như chạy trong đô thị thì 7,59 lít, còn nếu như ngoài đô thị chỉ 4,86 lít thôi các bạn ạ. Rất là tiết kiệm nhiên liệu, phiên bản top tiết kiệm hơn là phiên bản city thường các bạn nhé. Cùng thể tích làm việc, cùng năm sản xuất nhưng phiên bản top bao giờ cũng tiết kiệm nhiên liệu hơn các bạn nhé. Đấy, và đây nhìn về cái phần đằng sau chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu các bạn ạ. Rất là đẹp luôn này, sườn bên phụ này. Đấy, và phần cốp sau này, cụm đèn hậu này. Đấy, toàn bộ từ những cái logo chữ này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé, rất là mới luôn đấy ạ. Và xe cũng đã được trang bị màn hình Android, camera lùi, cảm biến lùi, đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Đấy, sườn bên lái này cũng chưa có bị xước sát gì cả, chưa có bị đâm đụng hay bị va chạm gì cả này, đều rất là đẹp luôn này. Lốp, dàn lốp còn rất là dày luôn các bạn nhé. Dàn lốp còn rất là dày, tuy nhiên là chúng tôi để thời tiết nó hơi, mấy hôm nay nó hơi bị mưa cho nên là nó bẩn một chút thôi, chứ còn rất là đẹp. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa rồi các bạn nhé. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Toàn bộ về phần ngoại thất rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị bạn tôi xem về cái phần nội thất và những cái phần keo chỉ của chiếc xe này. Tắp lô này, tắp bi, đây là tắp bi cánh cửa này, cho đến tắp lô này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, xe thì đã được trang bị sẵn là màn hình rồi này. Đấy, toàn bộ từ vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp luôn nhé. Nội thất ghế da phiên bản top thì đã có cả nội thất ghế da rồi này. Bậc cửa này, chủ xe đã ốp inox chống trước này. Và phần trần vẫn còn nguyên bản là trần nỉ này, đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp và rất là mới. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây này. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, sản xuất tại Honda Việt Nam. Đấy, sản xuất 2018 luôn bạn nhé, rất là đẹp luôn này, toàn bộ rất là mới luôn bạn nhé. Tôi sẽ mở hết những cái cốp sau cho quý vị các bạn cùng xem này. Đây là táp bi cánh cửa phía sau bên lái luôn bạn nhé, từ keo chỉ còn nguyên bản này. Táp bi cánh cửa này rất là mới này. Ở chiếc xe Honda City Top 2018 này thì Honda cũng đã trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi các bạn nhé. Đấy, và nội thất của cái hàng ghế ngồi phía sau này cũng rất là mới luôn này. Nội thất ghế da cao cấp nguyên bản theo xe, rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Bậc cửa này cũng đã được ốp inox rồi này. Đấy, nỉ trần này đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, và đây là cái phần cốp sau. Đi mua xe cũ thì quý vị và các bạn xem kỹ cho tôi phần đầu và phần đuôi nhá. Đây là cái phần cốp sau này, từ ốc cốp sau này, keo chỉ cốp sau đây các bạn này. Đấy, keo chỉ còn nguyên này. Đấy, keo chỉ còn nguyên này, ốc cốp sau chưa có vết tháo, còn nguyên như này. Thì điều đấy chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ phía sau các bạn nhá. Đây là những cái phần nỉ này cũng còn rất là mới. Đấy, phần nỉ rất là mới luôn bạn nhá, lốp sơ cua cũng còn rất mới. Và chiếc xe này thì còn có cả nguyên cả bạt phủ xe mà chủ xe đã để trong gấp rất gọn, để trong lốp sơ cua đây. Đấy, kích đồ nghề đầy đủ hết luôn bạn nhá.
Và đây là cái táp bi cánh cửa phía sau bên phụ bạn nhá, từ keo chỉ này. Keo chỉ có nguyên bản này. Táp bi cánh cửa này. Bậc cửa này. Nội thất hàng ghế ngồi phía sau đều rất đẹp luôn bạn này. Nỉ trần nguyên bản này, chưa bọc trần đâu. Rất là mới luôn, rất là sạch luôn các bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị là khóa thông minh, bấm tay để mở cửa. Thì đã có cả bấm cửa bên phụ này, cửa phía trước bên phụ các bạn nhé. Đấy, keo chỉ này còn nguyên hết luôn này. Keo chỉ nguyên zin của xe luôn các bạn nhé. Táp bi cánh cửa này, toàn bộ từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô này, vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Phiên bản top thì đã được trang bị sẵn là màn hình rồi này, khóa thông minh, đèn nổ start top này, cruise control kiểm soát hành trình, còn gọi là ga tự động này, sang số thể thao trên vô lăng này. Đấy, đầy đủ hết luôn rồi các bạn nhé, phiên bản top đấy. Tất cả từ ngoại thất cho đến nội thất đều rất là mới rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Honda cũng đã trang bị cho chiếc City Top 2018 này là một cái khối động cơ iVTEC 1.5 lít kết hợp với hộp số tự động các bạn nhé. Đấy, và ốc chân máy này còn nguyên zin này, cho đến ốc mặt máy này, tất cả là còn nguyên zin và rất là đẹp luôn đây các bạn này. Riêng về động cơ của những chiếc xe Nhật Bản nói chung và những chiếc xe là Honda nói riêng đều rất là bền các bạn nhé. Đấy, rất là bền luôn này, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Cụm phanh ABS này, tất cả đều rất là mới. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ chiếc xe này đi rồi. Đấy. Đấy, cơ bản là nó còn đẹp cho nên là dọn lên nó mới được đẹp như này đây các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản này, keo chỉ này còn nguyên hết, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Honda City Top 2018 các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán giá là 427 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị ăn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top 2018 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Mm-hmm.